Từ hàng ngàn năm nay, sự luân hồi chuyển kiếp đã luôn tồn tại qua các tài liệu ghi chép, các thư tịch cổ hay qua những lời răn dạy của những tôn giáo lâu đời nhất trong lịch sử. Hầu hết đều cho rằng, khi chết, linh hồn sẽ tách khỏi nhục thân, có thể đi lên thiên đường hoặc xuống địa ngục, hay chuyển sinh làm một kiếp khác. Nhưng một số người lại cho rằng những điều như thế thật là hoang đường, mê tín, phản khoa học. Tuy nhiên, theo sự phát triển ngày càng vượt bậc của khoa học hiện nay, qua nhiều nghiên cứu được thực hiện một cách nghiêm túc, thì sự tồn tại của thuyết luân hồi ngày càng được công nhận. Vậy chúng ta nên hiểu như thế nào về sự luân hồi một cách khách quan nhất? Xin mời các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện về sự tồn tại của linh hồn, sự tồn tại của sự luân hồi chuyển kiếp qua góc nhìn của khoa học. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sự luân hồi được nhắc rất nhiều trong các tôn giáo, đề cập đến hành trình của con người khi rời khỏi thế gian, thân thể tiêu tán, nhưng ý thức sẽ đọa vào luân hồi, bắt đầu một cuộc đời mới của mình. Điều này đã được minh chứng rất nhiều qua các trường hợp khi con người chuyển thế, mang theo ký ức của kiếp trước. Vậy khoa học giải thích vấn đề này như thế nào? Về mặt nhận thức sinh học, các tế bào của con người đều có tuổi thọ nhất định, từ vài ngày đến vài năm. Ngày nay, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, tuổi thọ trung bình của một tế bào trong cơ thể trung bình khoảng 7 năm, nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi thọ trung bình của con người. Vậy câu hỏi đặt ra là, khi các tế bào trong cơ thể của con người trong một giai đoạn được thay thế hết, thì bạn có còn là bạn của ban đầu hay không? Theo thời gian, về các mặt tâm sinh lý, chúng ta đều trưởng thành, quan điểm hay nhận thức đối với một sự vật, sự việc hay một vấn đề đều thay đổi một cách rõ rệt, nhưng nhận thức của chúng ta về chính bản thân mình đều sẽ không đổi. Chúng ta vẫn biết mình là ai và sẽ không thể tự dưng biến thành một người khác được. Đó là một minh chứng rõ ràng, chứng tỏ có một loại lực lượng thần bí khiến cho ý thức của chúng ta không ngừng tiếp diễn, có tính kế thừa nhất định. Bên cạnh đó, theo định luật bảo toàn năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Vậy, nếu khi một người rời khỏi cõi đời này, ý thức tự ngã của họ sẽ đi về đâu? Phải chăng nó sẽ trở về cuộc sống qua một dạng mà chúng ta hay gọi là luân hồi? Một lý luận khoa học được gọi là vi quản lượng tử được đề xuất bởi Stuart Hameroff, giáo sư tại khoa gây mê và tâm lý học tại Đại học bang Arizona, và Sir Roger Penrose, nhà vật lý người Anh đoạt giải Nobel năm 2020, cho rằng sự tử vong của sinh vật trên thế giới này chẳng qua là một sự nhận thức sai lệch, ý thức căn bản chi phối hết thảy chi cảm của sinh vật sẽ không theo sự tử vong mà tiêu mất, trái lại sẽ có được sự vĩnh sinh trên ý nghĩa khoa học. Lý luận này đã dấy lên rất nhiều tranh cãi. Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý với học thuyết vật chất là bất diệt, nhưng rất ít người chấp nhận suy đoán ý thức cũng là một dạng vật chất. Từ đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã dùng phương pháp đơn giản nhất là phương pháp cân trọng lượng để chứng minh sự tồn tại của linh hồn. Họ đã chứng minh được, sau khi chết, con người sẽ nhẹ đi 21 gram và 21 gram vật chất bị mất đi chính là trạng thái của linh hồn hay còn gọi là ý thức tự ngã của chúng ta. Phương pháp này đã được chứng thực một cách chính xác hơn bởi khoa học hiện đại bằng cách dùng máy gia tốc hạt để tiến hành thám chắc để có kết quả một cách chính xác nhất. Do đó, hiện nay có rất nhiều nhà khoa học tin rằng vật chất cấu tạo nên ý thức của con người hay còn gọi là linh hồn. Khi con người mất đi sẽ thoát ra và bay khỏi cơ thể, có thể sẽ sống theo một phương thức khác. Có rất nhiều câu chuyện về tiền kiếp khiến cho các nhà khoa học tin tưởng vào lý luận của mình. Năm 2015, cậu bé Luke Ruiman 5 tuổi sống tại bang Ohio, Mỹ đã kể lại những ký ức về cuộc sống trong kiếp trước của mình. Rằng cậu thực ra là một người phụ nữ tên là Pamela Robinson, đã bị chết trong một đám cháy ở khách sạn Paston ở Chicago vào năm 1993. Mẹ của Luke thuật lại lời con trai. Thật ra con từng là cô gái Pamela, nhưng sau đó con đã chết trong một đám cháy. Trên thiên đàng, con đã gặp Chúa và người đã đưa con quay trở lại trần gian. Điều tiếp theo con nhớ là con đã tỉnh dậy dưới hình hài một em bé và mẹ đặt tên cho con là Luke. Điều kỳ lạ là, khi đó cậu bé chỉ mới có 5 tuổi và không thể nào biết được sự kiện diễn ra ở Chicago đã diễn ra cách thời điểm đó hơn 20 năm. Lúc đầu, cha mẹ cậu cũng không tin, nhưng sau khi tìm hiểu và xác nhận thì mọi việc đúng như Luke mô tả, từ địa điểm, nguyên nhân cho đến tình huống cụ thể diễn ra cái chết của Pamela. Đây chỉ là một trong vô số các câu chuyện có thật về trí nhớ tiền kiếp, khiến cho các nhà khoa học ngày càng tin tưởng hơn về lý thuyết ý thức, hay còn gọi là linh hồn cũng là một dạng vật chất bất tử. Tuy không thể kiểm chứng nhưng càng làm cho mọi người tin vào các thuyết luân hồi chuyển thế được mô tả trong các tôn giáo. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là, tại sao chỉ rất ít người có thể mang theo trí nhớ tiền kiếp vào luân hồi chuyển thế được? Một nhà khoa học khác cũng đã có câu trả lời cho vấn đề này. Ian Prettyman Stevenson,
giáo sư tâm thần học tại trường y thuộc Đại học Virginia, đã dành gần cả cuộc đời mình để nghiên cứu về các vấn đề luân hồi. Ông đã viết hơn 14 cuốn sách và 300 bài báo và được xem là một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này. Khi nghiên cứu hơn 3.000 trường hợp luân hồi chuyển thế, ông phát hiện được hơn 70% trong số này là tử vong một cách phi tự nhiên, có nghĩa là chết không được bình thường. Hầu hết nguyên do cái chết của họ là bị sát hại hoặc tai nạn bất ngờ, số còn lại là chết vì bệnh nhưng cũng đều là các căn bệnh bất ngờ. Giáo sư Svensson kết luận, phần lớn, con người trên hành tinh này đều qua đời một cách bình thường. Sau khi chết, sẽ có một số cơ chế đặc biệt vận hành mà xóa đi ký ức của tiền kiếp. Đối với những người mà tử vong một cách bất ngờ, đột ngột, các cơ chế này sẽ có xác suất bị phá vỡ, khiến cho các ký ức sẽ tồn tại trong tiềm thức của họ mà luân hồi. Bên cạnh đó, ông cũng có phát hiện các vết bớt, các dị tật bẩm sinh đều có thể được coi là sự phản ánh của kiếp trước. Nếu kiếp trước bị dao đâm hoặc đạn bắn thì sẽ có khả năng sẽ lưu lại trên cơ thể một vết bớt, dấu vết của tiền kiếp. Đây là bằng chứng rõ ràng và khách quan nhất trong nghiên cứu về luân hồi của giáo sư Stevenson. Câu chuyện về cậu bé 3 tuổi ở cao nguyên Golan, gần biên giới Syria và Israel vào năm 2014 thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi tố cáo hung thủ sát hại mình từ kiếp trước. Cậu bé người dân tộc Rus này từ khi sinh ra đã có một vết bớt dài màu đỏ trên trán. Cụ thể, cậu bé 3 tuổi kể rằng trong kiếp trước cậu đã bị tấn công bằng rìu tới chết. Cậu bé cũng nhớ rõ tên hung thủ đã sát hại mình. Tuy nhiên khi bị tố cáo, hung thủ đã một mực phủ nhận cáo buộc trên. Sau đó, bé trai tiếp tục dẫn cảnh sát tới nơi chôn cất thi thể mình. Tại đây, họ đã tìm thấy bộ hài cốt với vết thương trên đầu, tương thích với vết bớt của cậu bé. Họ cũng thu được chiếc rìu hung khí năm xưa. Trước toàn bộ bằng chứng trên, kẻ thù ác cuối cùng cũng chịu nhận tội. Khi những nhà khoa học phương Tây tìm tòi và nghiên cứu về các học thuyết luân hồi, thì trong văn hóa của phương Đông đã có những nhận thức rất sâu về sinh mệnh và luân hồi. Phật giáo cho rằng nhân quả thông tam thế. Tất cả những gì làm trong kiếp này chính là nhân quả của kiếp trước và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở kiếp sau. Tất cả những đặc trưng thân thể đều có nguyên nhân nghiệp lực từ kiếp trước. Theo kinh Phật, Phật Đà biết nguyên nhân của từng màu sắc trên lông công, nghĩa là mỗi điểm màu trên lông công đều có sự tồn tại của nghiệp từ đời trước. Luân hồi đã được đề cập rất nhiều trong các tôn giáo từ hàng ngàn năm nay và vẫn luôn là một đề tài tranh cãi không hồi kết. Nhưng khi khoa học ngày càng phát triển, sự hiểu biết của con người ngày càng hoàn thiện hơn và nhiều chứng cứ ngày càng thuyết phục được đưa ra, thì sự tin tưởng về sự tồn tại của luân hồi ngày càng mãnh liệt và thu hút niềm tin của nhiều người. Có lẽ, trong tương lai gần, con người sẽ chứng minh được chính xác sự tồn tại của nó. Còn bạn, bạn có tin tưởng về sự tồn tại của linh hồn hay chuyển kiếp luân hồi hay không? Hãy comment cho mình biết nha! Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích hãy cho mình một like, một subscribe để có thể xem các video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.